10 điểm review xin chào các bạn. Cô bé này là Ji-un, một đứa trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ. Mặc dù có trí thông minh vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa và khả năng ghi nhớ mọi thứ chỉ trong một lần nhìn, nhưng cô bé lại gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Vì sự khác biệt của mình, cô trở thành một mục tiêu bị nhắm tới bởi lũ bắt nạt trong trường học. Vậy nên cô bé rất sợ giao tiếp với người khác. Thế nhưng một hôm, Sun-ho bỗng bất đắc dĩ trở thành nhân chứng trong một vụ án mạng diễn ra tại nhà hàng xóm. Tòa án triệu tập Sun-ho làm nhân chứng quan trọng của vụ án, nhưng liệu lời khai từ một đứa trẻ tự kỷ như vậy có được mọi người công nhận? Mời các bạn cùng 10 điểm review theo dõi hết bộ phim này để biết được cái kết nhé. Ji-un là một đứa trẻ đặc biệt, cô bé có khả năng ghi nhớ cả bài thơ chỉ trong một lần đọc. Tuy nhiên tài năng là như vậy, nhưng trong mắt đám trẻ cô bé chỉ là một đứa ngốc thường xuyên bị trêu ghẹo. Chính vì khó khăn trong giao tiếp, Ji-un thu mình với cuộc sống xung quanh. Cô bé mặc dù đã 15 tuổi nhưng vẫn thích xem phim hoạt hình. Tối đó khi Sun-ho đang theo dõi chương trình yêu thích của mình thì bỗng một âm thanh chói tai vang tới. Cô bé vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xem có chuyện gì. Đập vào mắt cô bé là hình ảnh một người phụ nữ đang túm cổ một người đàn ông ở căn nhà đối diện. Cô ta đang ra sức vật lộn với người đàn ông bị bịt kín đầu bằng túi bóng. Điều này khiến cô bé hoảng sợ ôm đầu kích động. Chỉ cho đến khi mẹ cô bé chạy vào giữ cô lại thì Ji-un mới bình tĩnh hơn. Sáng ngày hôm sau, cảnh sát ập tới căn nhà đó, người đàn ông tối qua đã chết. Người phụ nữ kia là giúp việc nhà ông ta trở thành nghi phạm và bị cảnh sát bắt giữ. Ji-un cũng bất đắc dĩ trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án lần này. Một bên khác, người đàn ông này là Sun-ho, anh ta là một luật sư tài giỏi làm việc tại một công ty luật danh giá của Hàn Quốc. Anh ta có một người cha già mắc bệnh Parkinson. Ngày trước cha của anh vì bảo lãnh khoản vay cho một người bạn rồi bị lừa, khiến hiện tại Sun-ho vẫn phải nai lưng ra trả nợ. Chính vì lý do đó mà giờ đã ngoài 40 nhưng Sun-ho vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mặc dù làm việc tại tập đoàn luật danh giá là thế nhưng bản chất con người của Sun-ho lại chính trực, không biết luồn cúi. Điều này khiến anh chỉ được tiếp nhận những vụ án nhỏ chẳng kiếm được là bao. Hôm nay bỗng nhiên Sun-ho được triệu tập tới một phiên tòa giả định của công ty. Vụ án băng vệ sinh chứa chất gây ung thư đang làm dư luận xôn xao dạo gần đây. Ông chủ của tập đoàn đó là thân chủ của công ty luật lần này. Bọn họ đang đề ra các kế sách giúp ông ta bào chữa trong phiên tòa. Khi nghe những lời nói ngô nghê của bọn họ, Sun-ho lập tức bật cười. Chủ tịch công ty thấy vậy bèn hỏi anh ta có kế sách gì hay hơn ư? Tất nhiên là người có kinh nghiệm như anh ngay lập tức đề ra phương án cực kỳ hiệu quả. Điều này đã khiến chủ tịch rất vui và coi trọng năng lực của anh. Tối hôm đó ông ta gọi anh tới phòng làm việc. Ông bảo rằng mặc dù năng lực của anh rất tốt nhưng lại chưa được đối xử phù hợp. Tất cả là vì anh quá chính trực, nhưng điều đó cũng tốt. Hiện nay ông ta muốn anh trở thành luật sư đại diện cho công ty, xóa tan hình ảnh công ty là nơi chỉ bảo vệ đám người giàu có trong mắt dư luận. Sau đó giao cho anh một vụ bào chữa miễn phí. Đây chính là vụ án giúp việc giết hại chủ nhà mà Ji-un là nhân chứng. Vụ này do nhân chứng là trẻ vị thành niên mà lại còn mắc chứng tự kỷ, nên dư luận đang rất quan tâm. Chỉ cần anh giải quyết vụ này thật tốt thì tất nhiên sẽ có một vị trí cao trong công ty. Nói xong ông ta sai thư ký mang cho anh một bộ vest mới cùng chìa khóa một chiếc xe hơi. Nhìn những thứ này khiến anh không khỏi xúc động. Ngày hôm sau Sun-ho liền tìm tới gặp người giúp việc trong vụ án. Trước khi bắt đầu anh ta bảo cô ấy hãy hứa rằng chỉ nói sự thật với anh, chỉ có vậy anh mới có thể giúp cô thoát tội. Người giúp việc cũng một mực khẳng định mình sẽ nói thật. Cô ta không giết người mà chỉ cố gắng cứu ông ta mà thôi. Theo lời khai của người giúp việc, tối đó cô ta đang ngủ bỗng nghe thấy âm thanh lạ từ phòng ông Kim, nên đã đi kiểm tra và thấy được cảnh ông ấy đang cố gắng tự sát bằng túi ni lông. Cô đã vội vàng chạy vào muốn ngăn cản, nhưng trong lúc hoảng loạn không xé được bao ni lông đang quấn chặt đầu của ông ta. Vậy nên cô đã chạy đi lấy cây kéo, thế nhưng đến khi quay lại thì ông Kim đã chết. Cô còn bảo ông Kim luôn nói sẽ sớm đi theo người vợ quá cố của mình. Cô sống một mình nên cũng chẳng cần tiền, và vì đã được ông Kim đã cưu mang suốt 10 năm qua nên đảm bảo mình không thể nào giết ông ấy được. Điều này cũng được Sun-ho tự mình xác thực từ hàng xóm xung quanh, vì mọi người thấy người giúp việc đã chăm sóc ông già như bố mình vậy. Khi anh tìm đến nhà nạn nhân cũng gặp mặt được con trai ông lão, ông ta là một chủ tịch tập đoàn tương đối giàu có. Anh hỏi ông ta có sẵn sàng giúp đỡ người giúp việc không, nhưng câu trả lời của ông ta rất cương quyết là không. Tiến đến nơi xảy ra vụ việc, Sun-ho vén tấm màn nhìn sang nhà của nhân chứng là cô bé Ji-un. Vì vậy anh tìm sang muốn gặp mặt cô bé, nhưng mẹ cô bé ngay lập tức từ chối vì mọi thứ con gái cô đã nói với công tố viên hết rồi. Bị từ chối phũ phàng như vậy, Sun-ho chỉ còn cách trở về nghiên cứu đoạn ghi hình lấy lời khai. Anh còn tìm tới một bác sĩ tâm lý để kiểm chứng lời nói của cô bé. Nhưng vị bác sĩ cũng nói rằng những điều cô bé nói đều là sự thật, mặc dù Ji-un dễ bị phân tâm và biểu hiện không đáng tin. Nhưng những lời nói của cô bé đều rất logic và hợp lý. Vị công tố viên này cũng rất tâm lý khi sắp xếp phỏng vấn phù hợp với đối tượng đặc biệt như cô bé. Sun-ho hỏi rằng liệu có ổn không khi anh gọi cô bé lên tòa làm nhân chứng, nhưng bác sĩ bảo sẽ rất khó để giao tiếp vì cô bé luôn sống trong thế giới riêng của mình. Tối đó Sun-ho liền dành cả tối để nghiên cứu về những người bị tự kỷ. Một đoạn video trên mạng nói nên góc nhìn của người tự kỷ đã đủ khiến anh cảm thấy hoa mắt. Ngay lúc này cha của anh vào phòng hỏi anh đang xem phim Hell à. Sun-ho bảo làm gì có, con đang làm việc mà. Thế là ông liền đưa cho anh mấy đối tượng gặp mặt để anh xem mắt. Nhưng điều này chỉ làm anh thêm mệt mỏi, chẳng phải vì bố nên con không thể kết hôn sao? Hôm sau trên đường tới tòa án anh vô tình đụng phải một người đàn ông. Hóa ra anh ta là Hee-jung, công tố viên của vụ án lần này.
Thẩm phán gọi họ nên điều trần trước phiên tòa để hỏi về vụ án. Bên phía luật sư Sun Ho đề nghị triệu tập nhân chứng lên phiên tòa, nhưng phía công tố lại từ chối với lý do cô bé là trẻ tự kỷ nên không thể làm nhân chứng. Tuy nhiên, cuối cùng thẩm phán vẫn lựa chọn việc triệu tập Ji-un trong phiên tòa đầu tiên. Hai người sau đó có cuộc gặp mặt đơn giản, nhưng thái độ của công tố có vẻ không thân thiện với Sun Ho. Anh hỏi anh ta rằng cậu có người em trai bị tự kỷ có đúng không? Hi Jung tưởng rằng anh có ý định khiêu khích mình, nhưng Sun Ho lại bảo hãy chỉ tôi cách để nói chuyện với cô bé. Tất nhiên là Sun Ho bị công tố viên Hi Jung từ chối thẳng mặt, nhưng sau đó anh ta vẫn để lại cho Sun Ho một gợi ý. Nếu muốn hiểu người tự kỷ, hãy bước đi cùng bước với họ. Thế là Sun Ho liền đến trường để tìm gặp Ji-un. Cô bé có một người bạn thân luôn cùng đường về nhà. Sun Ho tiến tới tiếp cận nhưng cô bé sợ người lạ không muốn nói chuyện với anh. Chỉ có bạn thân của cô bé trả lời lại những câu hỏi. Ji-un nhìn vào cà vạt của anh nói có 267 chấm trên đó khiến anh hơi bất ngờ, nhưng Sun Ho cũng không quan tâm lắm. Trên quãng đường này anh cũng đã thăm dò và biết được chút nào đó về Ji-un. Cô bé sợ tiếng chó sủa nên sẽ chạy vội qua đoạn đường có chó. Suốt cả đường đi Ji-un không mở miệng với anh lời nào, còn bảo sẽ báo cảnh sát nếu anh cứ cố tiếp cận. Bạn thân của cô bé thấy vậy đã gợi ý anh hãy bắt đầu với những thứ mà cô bé thích như câu đố hay trò xếp hình. Hãy dùng chính cách của người tự kỷ để tiếp cận với họ. Rất nhanh phiên tòa đầu tiên đã tới. Sun Ho đã nộp lên hồ sơ bệnh án của nạn nhân vì cho rằng đây là những chứng cứ chứng minh ông ta có ý định tự sát. Mặc cho bên công tố bác bỏ nhưng thẩm phán vẫn đồng ý với bằng chứng mới này. Bên truy tố bắt đầu phiên tòa trước. Bọn họ triệu tập nhân chứng là giám định viên pháp y. Thông qua bằng chứng cho thấy dấu vân tay của người giúp việc ở khắp nơi trên chiếc túi trùm mặt nạn nhân. Từ lúc bắt đầu cho tới lúc tử vong là 4 phút, nhưng không hề có vết xé nào để cứu người. Pháp y còn nói thêm với một người phụ nữ 43 tuổi khỏe mạnh, không có lý do nào không thể xé rách cái túi kia, chỉ vì sự chống cự của một ông cụ 80 tuổi ốm yếu cả. Điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Sun Ho dùng chính báo khoa học của vị pháp y để đối chứng lại. Theo bài báo thì một người sắp chết có thể bộc phát một sức mạnh tới cực hại của bản thân. Nạn nhân trong vụ này đã có ý định tự tử mãnh liệt, nên có thể chống cự bằng sức mạnh lớn hơn bình thường là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp đó anh đưa tiếp dẫn chứng về các vụ tự tử bằng túi ni lông. Các vụ này đều có điểm chung là có dùng thêm khí butan để gây ảo giác nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn. Trong túi ni lông trùm đầu nạn nhân có phát hiện khí này. Anh còn đưa ra một video ghi hình nạn nhân tự mình đi mua bình khí butan tại siêu thị gần nhà, do vậy kết luận khả năng tự tử là rất lớn. Đối với bằng chứng đanh thép này, phiên tòa đầu tiên kết thúc với lợi thế thuộc về phía luật sư Sun Ho. Kết thúc phiên tòa đầu tiên, luật sư lại đi tìm gặp Ji-un và lần này anh đã đem cho cô bé bộ trò chơi xếp hình cùng với những câu đố. Nhưng cô vẫn không chịu nói chuyện với anh, vì vậy anh đã mời cả hai đứa đi ăn mì. Trong lúc anh phát hiện sở thích của Ji-un là chỉ ăn những viên thạch màu xanh. Khi anh định với lấy thì bị cô bé cản lại, nhưng cô bé vẫn cho anh một viên thạch biểu hiện thiện ý của mình. Khi trở về nhà thì đúng lúc anh bắt gặp công tố viên Hi Jung đang đứng trước cửa. Anh ấy và cô bé có vẻ rất thân thiết khiến luật sư Sun Ho muốn học cách chào đó. Nhưng công tố viên tất nhiên là không muốn dạy cho anh vì anh ta vừa thua ở phiên tòa đầu tiên. Thế nên Sun Ho chỉ đành mô phỏng lại cách chào đó. Hành động này của anh đã bị Ji-un đứng một bên thấy hết. Tối hôm đó, chủ tịch công ty gọi Sun Ho đến tham gia một buổi tiệc. Bọn họ toàn là những người giàu có và quyền lực. Ông ta giới thiệu anh là người mới của mình và để anh cùng làm quen với đám tài phiệt một bên. Sau đó ông bảo đám nhân viên ra ngoài để ông nói chuyện. Ông ta nói với Sun Ho rằng muốn tiến cử anh cho một tập đoàn lớn. Đây là một mối làm ăn có thể kiếm được rất nhiều tiền và hỏi anh có muốn làm hay không. Sun Ho thấy vậy không chần chừ nhận lấy chén rượu và uống cạn. Cuối cùng thì anh cũng không thoát được khỏi cám dỗ của quyền lực và tiền bạc. Anh trở về nhà sau khi đã say khướt, bỗng lúc này anh nhận được tin nhắn của Ji-un. Hóa ra là sáng nay anh đã đặt cho cô bé một câu đố logic, làm thế nào để xây nhà mà bốn bức tường đều nằm ở phía nam. Không ngờ thế mà cô bé đã thực sự tìm được ra đáp án đó là Nam Cực. Anh vội bật dậy sau đó gọi cho cô bé. Anh chưa kịp khen ngợi thì đã tắt máy luôn. Thấy vậy anh liền tìm thêm câu đố và gọi lại cho cô bé. Anh bảo sẽ gọi cho cô bé mỗi ngày và cứ 5 giờ chiều hãy trả lời cho mình. Cô bé đồng ý. Cứ thế Sun Ho dần dần tiếp cận Ji-un bằng các câu đố. Khoảng cách của hai người vì thế mà được rút bớt. Anh còn đuổi những đứa trẻ bắt nạt cô bé ở trường giúp cô bé làm quen với con chó để nó không còn sủa khi thấy cô nữa. Họ cùng nhau đi ăn rồi trò chuyện vui vẻ. Dần dần con bé cũng mở lòng hơn với vị luật sư này. Hôm nay như thường ngày anh chờ Ji-un học về nhưng mãi chẳng thấy đâu. Biết chuyện chẳng lành anh liền chạy đi tìm kiếm. Hóa ra con bé đang bị người bạn duy nhất bắt uống nước chứa côn trùng. Người bạn thân của Ji-un chơi chung với cô bé vì thế cũng bị mọi người bắt nạt. Không thể chịu đựng nổi nữa nên nó quay sang đổ hết tội lỗi lên người Ji-un đáng thương. Đúng lúc cao trào nhất thì Sun Ho xuất hiện giải vây. Thấy bạn mình rời đi, Ji-un liền đau khổ lao theo sau xin lỗi. Sun Ho liền giữ cô bé lại và bảo kẻ xấu tính như vậy không phải là bạn thân của cháu đâu. Cứ như vậy cô bé tự đánh vào đầu mình cho tới ngất xỉu đi. Luật sư nhanh chóng đưa cô bé vào viện kịp thời trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tại bệnh viện, Ji-un còn bảo với Sun Ho đừng nói với mẹ cô bé vì sẽ làm bà lo lắng. Nhưng Sun Ho động viên Ji-un rằng nếu không nói ra, những kẻ bắt nạt vẫn sẽ tiếp tục làm mọi chuyện tệ hơn. Qua chuyện này, mẹ Ji-un cảm thấy vô cùng biết ơn Sun Ho nên cô đã đồng ý cho anh vào nhà nói chuyện cùng con gái. Trên tường phòng cô bé treo đầy những bức ảnh kỳ lạ của mẹ cô bé. Hóa ra cô bé không thể phân biệt được cảm xúc, mỗi bức ảnh đều là những biểu cảm giúp con bé phân biệt cảm xúc của người xung quanh.
Chính điều này sẽ là sơ hở giúp anh quyết định ván cược này. Ji-un bỗng bảo con người thật kỳ lạ. Bạn thân cô bé luôn tươi cười nhưng lại lợi dụng cô. Mẹ luôn la mắng nhưng lại rất yêu thương cô bé. Lúc này Ji-un hỏi anh rằng chú rất hay cười nhưng liệu có đang lợi dụng cháu không? Anh chết lặng vì câu hỏi ngây ngô này của cô bé. Nhưng rất nhanh sau đó cũng đến phiên tòa tiếp theo. Ji-un và mẹ đến tòa án để làm nhân chứng. Bước vào môi trường xa lạ khiến cô bé cảm thấy rất rối bời, đặc biệt vì thính giác nhạy bén hơn người bình thường, nên mọi âm thanh đều dồn dập về phía cô bé. Trước khi phiên tòa diễn ra, công tố viên xin phép lên kiểm tra tình trạng của Ji-un. Khi biết được rằng tiếng kim đồng hồ khiến cô bé cảm thấy khó chịu, thẩm phán đã cho phép gỡ đồng hồ. Phía công tố viên là người hỏi trước, anh đặt ra những câu hỏi về chuyện ngày hôm đó và cô bé thuật lại rất logic, còn diễn tả bằng hành động khiến mọi người xôn xao. Cô bé luôn miệng bảo người giúp việc đã tấn công ông lão vì thấy được sau khi chủ nhà chết, cô ta đã mỉm cười. Ngay sau đó phía luật sư lấy một quyển sách bảo cô bé đọc những vấn đề của người tự kỷ, trong đó có nói rằng người tự kỷ sẽ rất khó nhận biết biểu cảm của người khác, điều này như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của đứa trẻ như Ji-un. Mẹ cô bé thấy con mình như vậy cũng không kìm được đau lòng. Đây chẳng phải để cô bé tự nói nên rằng mình là người mắc bệnh tâm thần ư? Bên phía luật sư, để chứng minh còn đưa những bức hình vẽ biểu cảm khuôn mặt rồi hỏi cô bé về biểu cảm trên đó. Với khuôn mặt tươi cười hay buồn thông thường thì dựa vào đặc điểm mắt, độ cong của miệng, cô bé có thể nói được, nhưng gặp biểu cảm phức tạp thì cô bé không biết. Bài kiểm tra này làm phía công tố rất bức xúc vì đây là công khai trà đạp danh dự của Ji-un. Cô bé một bên cũng biểu lộ trạng thái vô cùng lo lắng. Chính vì thế mà Sun-ho đã kết luận cô bé không thể phán đoán được hành vi của thủ phạm là tấn công hay giúp đỡ. Và điều này được thẩm phán chấp nhận. Sau khi kết thúc phiên tòa, Sun-ho ngồi trước nhà đếm số chấm bi trên cà vạt của mình. Anh phát hiện quả đúng như cô bé đã nói không sai một chút. Lúc này lại đúng 5 giờ, Ji-un gọi điện nói cho anh nói đáp án của câu hỏi ngày hôm qua. Cô bé còn hỏi thêm mình có phải bị tâm thần không. Không chờ Sun-ho giải thích thêm, cô bé đã cúp điện thoại. Anh lo lắng chạy đến nhà tìm gặp cô bé vì muốn giải thích đây chỉ là công việc bắt buộc anh phải làm. Anh không có ý muốn xúc phạm cô bé, nhưng mẹ cô rất giận dữ không cho anh gặp mặt. Kết quả của vụ kiện là nạn nhân tự sát, người giúp việc đã cố gắng cứu giúp chứ không giết người nên được tuyên vô tội. Khi luật sư nhìn thấy cô ta và con trai nạn nhân bỗng nhoẻn miệng, nở một nụ cười khi phiên tòa kết thúc thì trong lòng đã dấy lên hoài nghi. Bởi vì chính con trai nạn nhân đã kiện giúp việc ra tòa, thế nhưng khi người tình nghi được tuyên vô tội, hắn ta lại cảm thấy vui và điều này thật mâu thuẫn. Ngay khi phiên tòa kết thúc thì người giúp việc nói với anh rằng mình phải đi thăm con trai, khiến anh nghi ngờ vì trước đó cô ta có nói đang sống một mình. Thấy mình lỡ lời, cô ta liền bảo là đứa trẻ mồ côi mà cô coi như con của mình, chứ không phải con ruột. Anh đi hỏi người hàng xóm thì được biết rằng cô ta thực sự có con trai, hơn nữa còn đang bị bệnh nên cần một số tiền lớn. Anh lại điều tra thêm thì biết được ông Kim muốn quyên góp toàn bộ tài sản cho bệnh viện sau khi mất. Anh đột nhiên nhớ đến trước đó con trai ông Kim đã nói công ty đang gặp vấn đề cần tiền. Sau khi sâu chuỗi các sự việc, anh cảm thấy có điều gì đó bí ẩn đằng sau, có lẽ anh đã vô tình giải thoát cho kẻ có tội. Bên này Ji-un đến giờ tan học thì gặp phải cơn mưa, dưới cơn mưa tầm tã người bạn thân duy nhất cũng đến xin lỗi và để lại ô cho cô bé rồi bỏ chạy. Bỗng lúc này người giúp việc xuất hiện, cô ta xông tới đe dọa nếu Ji-un còn làm nhân chứng tiếp cho việc này thì đừng có trách mình vô nhân tính, sau đó còn đẩy ngã cô bé. Cú sốc này khiến con bé hoảng loạn phải nhập viện ngay lập tức. Biết được chuyện này khiến Sun-ho rất hối hận, anh nhớ lại tấm hình vẽ ước mơ của cô bé, đó chính là nguyện vọng được trở thành một luật sư. Anh hỏi tại sao cô bé muốn làm nghề này thì Ji-un bảo vì luật sư là người tốt, họ sẽ luôn đứng về phía lẽ phải. Nói xong Ji-un quay sang hỏi Sun-ho, còn chú luật sư cũng là người tốt đúng không? Anh lần nữa ngập ngừng trước câu hỏi ngây ngô đó. Trước đây thì là đúng và anh luôn làm vì người nghèo, nhưng dòng đời đẩy đưa cơm áo gạo tiền, lương tâm của anh đã bị bán rẻ cho đồng tiền thối nát mất rồi. Mà chính vụ án này cũng bị giám đốc ép phải thắng, cơ hội thăng chức cộng tiền tài danh vọng đã lu mờ cái thiện trong anh. Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh phải sống vì cô bé, sống vì lương tâm của mình. Luật sư gọi điện cho công tố viên Hi-jung nhờ anh ta lật lại vụ án, công tố viên cũng sẵn lòng đến gặp mẹ cô bé để nhờ cậy lần nữa. Nhưng vụ việc vừa rồi đã làm tổn thương cô bé rất nhiều, vì vậy người mẹ ngay lập tức từ chối. Bất ngờ là cô bé lại xin mẹ mình cho được ra tòa để tìm cho ra sự thật và chứng minh người tự kỷ cũng là con người bình thường. Điều không may mắn là công tố viên Hi-jung đã bị đuổi khỏi phiên tòa do công ty luật nhúng tay vào. Bọn họ đã sắp xếp một công tố viên khác. Biết được điều này khiến Sun-ho cảm thấy rất khó mà nắm được phần thắng. Về đến nhà anh thấy được lá thư của bố viết cho mình, trong đó ông có nói rằng anh chính là niềm vui của ông. Bố kể lại lúc anh 16 tuổi, anh bảo muốn trở thành luật sư vì muốn làm việc tốt khiến mình rất hạnh phúc. Ông bảo con người sẽ có lúc phạm sai lầm, nên hãy quên quá khứ mà bước tiếp. Ông hy vọng anh phải biết yêu bản thân mình rồi mới có thể yêu thương người khác. Chính vì vậy Sun-ho đã quyết định phải hành động, phải nói lên sự thật trong buổi kháng cáo hôm nay. Bắt đầu phiên kháng cáo, chủ tịch công ty tiếp tục ra mặt, ông ta lần nữa lôi quyển sách về người tự kỷ ra. Nói dù thế nào, người tự kỷ cũng không đủ khả năng làm nhân chứng. Ngay lập tức Sun-ho lên tiếng nói rằng biểu hiện trông có vẻ khác thường, nhưng không có nghĩa không có tư cách, và mỗi cá nhân đều khác biệt. Mới đầu ông ta còn chưa kịp hiểu gì hỏi anh đang làm gì, thì anh bảo là mình đang làm điều đúng đắn. Tiếp đó anh lấy một cái khăn chấm ra, và hỏi cô bé số chấm trên đó để chứng minh khả năng nhận thức của cô bé. Đúng như anh dự đoán, Ji-un nói đúng số chấm và hỏi như vậy đã đủ chứng minh là con bé có thể làm nhân chứng chưa?
Đúng lúc này, vị công tố viên tốt bụng đi cùng hai người khác tiến vào phòng và ngồi cạnh con trai ông Kim. Lúc này đồng hồ lần nữa điểm 5 giờ chiều, anh bảo với Ji-un đã đến giờ đặt câu hỏi. Sun Ho nhờ người cảnh vệ ở cửa nói thầm tên và chức vụ của mình, sau đó hỏi Ji-un. Và từng từ một anh bảo vệ nói ra điều được cô bé nói chính xác không sai gì cả. Điều này cho thấy được Ji-un có thính giác rất nhạy bén, có thể nghe được âm thanh nhỏ mà người khác không biết. Anh hỏi hôm đó người giúp việc đã nói bao nhiêu từ, cô bé nói là 52. Thấy vậy Sun Ho liền bảo cô bé hãy tường thuật lại những gì đã nghe lúc đó, và nhân viên tốc ký sẽ ghi lại để kiểm chứng. Một lần nữa khả năng của cô bé khiến mọi người kinh ngạc, những lời cô bé nói lại vừa đúng 52 từ. Qua những câu nói này, mọi người có thể biết được sự thật là tối hôm đấy, người giúp việc kia đã muốn giết ông lão chứ không hề muốn cứu người. Đến lúc này lão chủ tịch thấy tình thế bất ổn vội chỉ trích Sun Ho đã vi phạm nghĩa vụ của người luật sư. Đúng là việc này sẽ làm sự nghiệp của anh tan rã. Nhưng anh phản bác lại nói rằng luật sư cũng là con người, anh cần phải nói ra sự thật. Anh nói bản thân mình đã từng có định kiến về Ji-un, nên đã từng không tin những gì cô bé nói. Thế nhưng Ji-un mặc những người khác nói ác ý về mình, vẫn chấp nhận đứng ra làm chứng một lần nữa cho công lý. Anh nói với Ji-un rằng cô bé là nhân chứng tuyệt vời nhất. Giờ quay về phía nghi phạm, Sun Ho nói cô ta hãy tự thú thì anh mới có thể biện hộ giảm án cho. Thế là người giúp việc không còn cãi được gì nữa, cô ta bật khóc và thú nhận mọi chuyện là do con trai của ông Kim sắp đặt. Hắn ta liền muốn chạy nhưng cảnh sát đã ở đó từ trước rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả Sun Ho và công tố viên Hee Jung đều được Ji-un mời tới dự sinh nhật cùng những người bạn. Cô bé đã được chuyển tới trường đặc biệt, Sun Ho hỏi cô bé rằng nơi đó có tốt không? Ji-un bảo rằng các bạn ở đó rất kỳ lạ, nhưng mà cháu rất thích, bởi vì từ giờ cháu không phải giả vờ bình thường. Giả vờ bình thường ư? Vâng, cháu phải luyện tập nữa. Sun Ho đưa cho cô bé món quà mình đã chuẩn bị, vì từ giờ anh sẽ rất bận nên không thể giải đố cùng cô bé. Nói xong anh chào tạm biệt Ji-un và ra về. Cô bé lúc này vội lấy chiếc điện thoại ra. Sun Ho nghe máy, đã 5 giờ rồi nên cháu gọi cho chú. Chú Sun Ho là một người tốt. Sun Ho nghe những lời này không giấu khỏi xúc động, anh bảo rằng mình sẽ cố trở thành người tốt. Ngay khi anh quay đầu rời đi, Ji-un chạy tới ôm lấy anh cảm ơn. Bộ phim đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ 10 điểm review nha. Tạm biệt.